Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem là chúng nó ăn nhá. Thì mình chắc chắn là hôm nay chúng nó sẽ ăn rồi. Tại vì hôm qua ấy, thì mình cho rắn mà thì nó đã ăn. Và đặc biệt là chúng nó còn ăn cả rau anh em ạ. Nó ăn cả cái rau ở trên này này. Đó. Và ngoài ra ấy, thì mình thấy là trong chuồng bây giờ đang hết rắn mất rồi. Không biết có phải rắn trốn không hay là thằn lằn tranh trách nó vào nó ăn hộ. Nhưng mà mình cũng đã thấy chúng nó ăn. Và đặc biệt ấy, là chúng nó đã ị rồi. Chúng nó ị rồi thì bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ lại cho thêm rán vào cho chúng nó này. Úi dồi, con này có đứng ở đấy, không được đi vào. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm rán vào cho anh em xem nhá. Xem chúng nó ăn nhá. Đây, đây là rán Dubia của mình này. Đấy, em thấy không? Úi dồi, chén ngay. Đấy. Dành ăn nhau ngay. Ăn sung lắm anh em ạ. Anh em thấy không? Bạn Đan bạn đang đứng ở đây. Nói anh em thấy không? Ăn rất là tốt. Con này đừng sờ vào ổ điện nhé. Không sờ vào đấy đâu. Bạn này bạn đang đòi chui trong phòng. Đấy em thấy không? Đó. Sau khi mình sưởi vào cho đàn này của mình ấy thì chúng nó đã ị ra. Và đặc biệt là khi nó ị ra rồi thì mình nó sẽ rất là kiểu quen với việc là ăn và tiêu hóa rồi thì nó sẽ bắt đầu ăn chịu ăn rồi. Anh em thấy không? Đấy, bắt mồi đấy. Mà mình thả rán vào trong cái chuồng này thì rán nó không bò ra ngoài được mà nó chỉ bò quanh quanh, ví dụ như ở rìa những cái chỗ này này. Đấy, hoặc là rìa cái bát nước này. Đó, nó cứ bò quanh quanh đấy. Thì bọn này nó sẽ đi xung quanh và nó sẽ bắt. Đấy anh em thấy không? Đó. Đều đã chịu ăn hết rồi. 2 2 4 6 8 9 vẫn còn đủ 9 con. Bữa này thì khi mà lên size 2x hơn 1x thì bắt đầu nó sẽ trổ màu dần, nó sẽ vỡ màu dần. Lúc mà mới sinh ra thì nó đã có màu, nó đã lên được nhìn đến tông màu rồi, nên đầm tay là bắt đầu người nó hơi khô rồi, bắt đầu người nó hơi khô lại và nó sẽ lột đợt một xong thì anh em sẽ nhìn rõ màu của nó hơn. Và sẽ tùy vào thời điểm, ví dụ như thời điểm mà mình đang sửa này thì nó sẽ khó nhìn màu hơn. Đó, thời điểm mà ví dụ buổi tối ấy, lúc mà chúng nó đi ngủ ấy, thì mình nhìn màu của chúng nó sẽ rõ hơn. Thế thì hôm nay mình quay thì mình đã đúng là mình cũng mạnh mồm, mình khẳng định là nó sẽ ăn đúng thật. Nó may mắn là đổ vào thì nó đã chịu ăn rồi. Đó, thì một đèn đèn thì mình cứ cấp cho nó 2 tiếng. Sau đó là tí nữa mình sẽ lại bỏ đèn ra và mình đóng nắp vào. Kệ nó. Và baby nhá. Có một cái là chăm baby là anh em hạn chế chạm vào nó. Hạn chế nhất có thể chạm vào nó. Bởi vì baby nó rất dễ stress. Cho nên là anh em phải hạn chế hết mức là việc chạm vào nó, bế nó thường xuyên. Đấy, rồi khi mà nó đạt size trên 1x, gần 2x rồi thì anh em bắt đầu mới tương tác nó dần. Cho nó ăn dần xong tập cho nó thói quen để làm quen dần, không nên tác động mạnh hay là có những cái thao tác gì mà là làm cho nó hoảng hốt nó chạy hay như nào, lùa nó hay như nào. Tốt nhất là cứ nhẹ nhàng với nó. Tại vì hát còn bé tinh thần còn chưa ổn định đâu. Càng to thì nó sẽ càng đầm, nhưng mà bé thì tinh thần nó sẽ chưa ổn định. Cho nên anh em chăm anh em cũng phải khéo. Hạn chế nhất có thể chạm baby là hạn chế chạm vào nó, cứ tập chỉ có cho ăn, cho rau, nốt rau trong chuồng nào cũng nên có rau. Đó, sau đó là đến giờ thì cho rán vào ăn và cho chậu nước và tự nó đấy đấy ăn đấy anh ạ. Một vài con thì đang đứng ở đấy nhưng mà cũng muốn ăn đấy nhưng mà chưa nhìn thấy rán, để tí nữa nó bò, tí nữa rán nó bò lung tung, nó bò qua rồi là đi lung quanh thì sẽ thấy. Trong đây còn vài con nữa này, trong đây còn 2 con nữa mình sẽ đổ xuống như này đấy, cho nó ăn đấy. Ăn đấy. Có mấy con thì nó đang bò bên này mà không chịu sang mà ăn.
nó bò đầy ở bên này này, để vứt sang bên này cho chúng nó ăn. Đấy, bắt đi, đuổi bắt đi, đuổi bắt đi. Đấy. Bọn rán này nó sẽ nấp trong những cái rau này anh em này. Đây nó cứ bò xung quanh này. Bò xung quanh nhiều lắm. Đây đây. Bọn này cứ chuyên vậy đấy anh em. Mình chịu khó. Rồi. À, mình xin dừng cái video này tại đây nhé anh em nhé. Đó, mình đã quay cho anh em xem cái con nó ăn và mình đã cập nhật được tình hình của cái đàn pet này của mình thêm cho anh em. Và hẹn anh em ở những clip sau theo dõi thêm anh em nhé. Anh em có câu hỏi gì thì cứ hỏi mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Bye bye.